ba tiêu chí của chị khi tìm đến một cái địa chỉ để tiêm phòng cho bản thân và gia đình. Đó là thứ nhất là phải độ an toàn khi tiêm chủng, bác sĩ phải có trình độ cao và có trình độ lâu năm. Tiêu chí thứ hai đó là về vaccine thì mình cập nhật đầy đủ và thường xuyên, quy trình bảo vệ thì đảm bảo. Còn tiêu chí thứ ba là về cơ sở vật chất, chị sẽ tìm một nơi có không gian thoáng đãng, sạch sẽ và có chỗ chơi cho trẻ con sau khi tiêm. Chị có đi tham quan các phòng thì chị cảm giác đầu tiên đó là một nơi đội ngũ cán bộ thì rất là nhiệt tình. Về cơ sở vật chất thì tốt, rộng rãi và thoáng mát. Về vaccine thì đầy đủ và quy trình đảm bảo cũng chuẩn. Thì chị cảm thấy rất là yên tâm và tin tưởng. Chị sẽ chọn nơi đây để nơi tiêm cho bản thân và gia đình.